các người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, mà là Đấng ban sự sống. Người tôi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh, cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép lừa để ta tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. The Lord is King. Coming before the throne of heaven, we now voice our petitions to our merciful Father. The church is the sign of God's love. Let us pray for the church leaders, especially our bishop and pastors, that they may continue to be a living example of love. Chúa Giêsu là vô tình yêu, xin cho các vị chủ chân trong hội thánh luôn mặc lấy tâm tình Chúa Kitô, lấy yêu thương tha thứ mà chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên, để mọi người nhận ra tình yêu của Chúa nơi giáo hội. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For all the world leaders, xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết trân trọng và yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực xóa bỏ mọi hận thù, tranh chấp và lãnh đạo dân trong tình thương, sự thật và công lý, hầu đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For those who left the church, xin Chúa cho những ai đã từ bỏ Chúa và lìa xa hội thánh, biết nhận ra giới hạn và lầm lạc của mình, quyết tâm trở về giao hòa với Chúa và sống hiệp thông trong cộng đoàn giáo hội. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For the generosity, những gì các ngươi làm cho anh em bé mọn nhất của ta là làm cho chính ta. Xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn chuyên cần thực hành bác ái, yêu thương, cùng dấn thân trong mọi môi trường mình đang phục vụ, đặc biệt tích cực chung tay đóng góp trong công cuộc xây cất thánh đường Andre Dũng Lạc, để chúng ta có được một nơi thờ phượng xứng đáng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For the pandemic, xin Chúa cho nạn dịch này được mau chấm dứt, cho những bệnh nhân đã nhiễm bệnh được mau chữa lành, và xin Chúa củng cố đức tin chúng ta để chúng ta hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Chúa. Sau cùng, xin dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mỗi người chúng ta cùng với niềm cảm tạ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Loving Father, Christ the King has made us into a kingdom. Renew our obedience and faithfulness, and be pleased with the prayers we offer. Through Christ our Lord. Amen.